45 triệu, đó là mức lương kỳ vọng. Em Miu Nga chơi lớn rồi, chơi lớn rồi, là chơi rất lớn. Rất là phải bất ngờ khi sếp Lưu Nga hôm nay lại bác đại pháo ra. Anh thấy cái cặp này là rất hợp với nhau rồi, nhưng mà anh nghĩ em nên nhận cái offer này. Cái vấn đề duy nhất ở đây hiện tại làm cho em đang cảm thấy đắn đo là việc nơi làm việc thôi ạ. Vậy thì bạn thương lượng đi, hãy thương lượng đi. Em không cần phải thương lượng bởi vì chị không thể xóa sổ cái tin của chị hiện tại. Em tên là Huỳnh Hà My, em sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Khánh Hòa. Nhưng em đã có 10 năm làm việc và đang sinh sống tại Sài Gòn. Chuyên môn của em là sắp xếp, quản lý và trực tiếp sản xuất các dự án liên quan đến video và các ấn phẩm nghe nhìn khác. Em cũng có 5 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất video không chỉ ở trong nước mà còn rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Uzbekistan và Pakistan. Em là người đồng hành và phát triển kênh Best Ever Food Review Show từ một kênh chỉ có 20.000 lượt theo dõi trở thành một kênh có 8,5 triệu lượt theo dõi và hiện tại đang là kênh YouTube du lịch và ẩm thực có nhiều lượt view nhất trên thế giới. Em đến đây hôm nay không mang một bằng cấp gì, tại vì thật sự là em không có, nhưng mà tất cả những điều mà em mang đến đây, tức là những trải nghiệm và những câu chuyện thật sự từ những kiến thức em đã thu nhặt được trong 10 năm làm việc tại Sài Gòn. Em hy vọng là nếu như mà em không được chọn thì em cũng mang lại một chút năng lượng tích cực cho mọi người và cho chương trình. Em xin cảm ơn ạ. Bạn đang có một công việc ở một nơi làm việc đáng mơ ước. Nó kết hợp giữa chuyện là làm việc rất hay ho nhưng lại được thỏa mãn bản thân, lại được ăn ngon. Những nơi bạn đến tôi cũng mơ ước. Tôi thấy không có một lý do gì để bạn đến đây để tìm một việc làm mới. Hay là bạn đang đi quảng cáo cho kênh YouTube của bạn? Dạ, thật sự thì em đã ngừng hợp tác với lại Best Ever Food Review Show vào tháng 6 năm nay rồi ạ. Và có hai lý do để em rời kênh. Thì lý do thứ nhất là thì khi mà em chuẩn bị chuyến đi cho mọi người thì cái team em chuẩn bị và lo lắng thì chỉ có 4 người thôi. Thì em nghĩ là mình có khả năng và mình có năng lực để làm được nhiều điều hơn như vậy nữa, để có thể lo cho một team có quy mô lớn hơn như vậy nữa. Cho nên là em muốn thử quăng mình vào đại dương xem thử như thế nào. Và lý do thứ hai, như em có nói, em là người đồng hành với anh Sony, anh William từ cái lúc kênh chỉ có 20.000 lượt theo dõi thôi. Và em là người thứ hai tham gia kênh chung với ảnh. Thì em là người giúp ảnh tìm kiếm những cái nhân tài, những cái người đã tạo thành một team có 15 người ở thời điểm hiện tại. Em nghĩ là sứ mệnh của mình, em có thể kết nối mọi người, có thể là support thêm nhiều team khác nữa, có thể truyền được những cái lửa làm việc của em mà em đã học được từ team của anh Sony cho những kênh khác nữa, cho những team khác nữa. Cái vị trí của em lúc mà em làm ở trong đấy, nhiệm vụ cụ thể là gì à? Vị trí của em có tên là video producer. Cả kênh là so sánh là một đoàn tàu, thì Sony là đầu tàu, những bạn khác là những toa tàu khác, thì producer là cái bánh răng móc nối giữa các toa tàu lại với nhau. Thì em thường sẽ là người lo toàn bộ mọi thứ từ A đến Z luôn, từ visa cho đến vé máy bay cho đến tìm kiếm những người địa phương ở nước ngoài, ví dụ như là Pakistan, thì em phải là người tìm kiếm những người địa phương ở Pakistan giúp em sản xuất được những video ở Pakistan. Sau đó thì em sẽ phải tìm kiếm chủ đề mà em có thể làm ở quốc gia đó, làm thế nào để làm nổi bật được nét văn hóa của họ, về con người của họ, về danh lam thắng cảnh của họ. Đồng thời em cũng là người trực tiếp tham gia đi cùng với team đến đất nước đó để đảm bảo là tất cả mọi thứ em đã lên kế hoạch, là từ lịch quay cho đến món ăn, cho tới nhà hàng, cho tới đầu bếp, đều phải đúng theo những điều mà em đã vạch ra, và đảm bảo là mọi người có một cái chuyến đi suôn sẻ nhất có thể và mang mọi người từ đó về lại Việt Nam một cách an toàn. Khi mà em chuyển đổi công việc đó thì em mong muốn tìm kiếm một cái công việc nó như thế nào? Khi mà em đã làm việc cho cái kênh này được 5 năm rồi á, em tự thấy được là cái tiêu chuẩn về team, về lãnh đạo, phong cách làm việc của em nó cũng rất là khác. Tức là bây giờ em đang thật sự tìm một team mà ở đó mọi người gắn kết với nhau, có cùng một vision, có cùng một tầm nhìn. Mà để làm được cái điều đó thì lãnh đạo phải là một người cực kỳ thông minh, và họ không chỉ tập trung vào chuyện là kiếm ra lợi nhuận bao nhiêu tiền trong bao nhiêu thời gian, mà họ tập trung vào sức khỏe tinh thần và việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc cho team. Thì em đang tìm một cái môi trường như vậy. Và đồng thời thì những cái dự án của team đó cũng cần phải đủ độ bận rộn để em có thể cống hiến cái tài năng của mình. Em đặt ra cái mục tiêu công việc, mục tiêu về sự nghiệp của mình 3 năm và 5 năm tiếp theo là như thế nào? Trong vòng 3 năm tiếp theo em muốn xây dựng một cái gì đó của riêng mình. Làm cho Sony thì em đang giúp Sony xây dựng giấc mơ của anh ấy. Nhưng mà em thì em muốn tìm ra được, em muốn thử coi là nếu mà một mình em á, mà em có thể đi tìm người này người kia để có thể mang họ về cùng một đội á, với những tài năng như vậy, họ sẽ làm được những cái gì. Và khi mà em đã tạo dựng được những cái đó rồi thì cái đó không phải của riêng em mà là của cả một team, đồng nhất với là cái sứ mệnh mà lúc đầu em có chia sẻ, kết nối mọi người với nhau, muốn chia sẻ với tất cả mọi người và muốn support thật là nhiều team hơn nữa. Em có nghĩ rằng em làm được trưởng phòng marketing hay là giám đốc marketing không? Em nghĩ là trưởng phòng marketing thì họ cần phải có một cái kiến thức tổng quan, họ
đã phải thực nghiệm rất là nhiều trong nhiều cái công cụ marketing khác nhau. Bản thân em thì chỉ có kinh nghiệm ở một nhánh duy nhất của marketing là video marketing thôi. Ngay tại thời điểm hiện tại thì em cảm thấy không tự tin nếu mà em nhận cái nhiệm vụ đó mà em lại cho chị một cái wrong expectation, là một cái mong đợi không có đúng với lại những cái mà em có thể đóng góp, thì em lại không muốn điều đó à? Những gì mà em thể hiện và những gì em trình bày hồi nãy giờ thì rất là trùng với cái nhu cầu của công ty chị. Vì vậy cho nên chị sẽ offer cho em vị trí là phụ trách team marketing video. 45 triệu, đó là mức lương kỳ vọng. Oh! Em yêu Nga chơi lớn rồi, chơi lớn rồi. Thật sự là chơi rất lớn. Vị trí phụ trách team marketing video, mức lương 50 triệu đồng. Vâng. Sếp Lưu Nga đang khao khát người ở lĩnh vực này để làm mới doanh nghiệp của mình. Bây giờ sẽ là thời gian của bạn dành cho sếp Lưu Nga hỏi kỹ hơn về công việc. Xin mời. Em xem rất là nhiều mùa của Cơ hội cho ai, thì em thấy là để chị có thể đặt ra một cái mức lương này và chiêu mộ một người về với team của chị là một điều rất khó. Và em cũng cảm thấy hôm nay giống như là một cái chiến công gì đó của em vì đã thuyết phục được chị. Và với một cái mức lương rất là cao như thế này thì em cũng rất cảm ơn tình cảm của chị ạ. Em có một vài câu hỏi cho chị ạ. Theo chị thì là cái yếu tố con người á, em nghĩ là yếu tố con người đóng một vai trò rất quan trọng trong thành công của một doanh nghiệp. Chị nhìn vào một cái tập thể nào thì chị có thể biết được là tập thể đó sẽ giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững ạ? Sự gắn bó và cái sự tình yêu của cái tập thể đó đối với thương hiệu của mình, đối với người lãnh đạo của mình. Em không biết là yếu tố đa văn hóa, đa quốc gia ở công ty mình như thế nào hả chị? Bên chị thì lãnh đạo là người Nhật là chủ yếu. Có người Nhật, người Singapore, người Hồng Kông và người Trung Quốc. Tức là khi mà em về làm việc thì sẽ làm việc trực tiếp với lại các lãnh đạo đó ạ? Dạ, tức là em làm việc ở Hà Nội hay ở Sài Gòn ạ? Em làm việc ở Hà Nội và có thể đi rất là nhiều nơi. Chị nghĩ rằng với vai trò của em sẽ đi rất là nhiều nơi đấy. Sếp Lưu Nga cũng là một trong những cái vị sếp rất đặc biệt. Rất là thấy bất ngờ khi sếp Lưu Nga hôm nay lại vác đại pháo ra. Thì thực sự đó là một trong những cái tình cảm của chị ấy trao cho em. Thì anh nghĩ em hẳn dành cho chị ấy một cơ hội để hai chị em hợp tác với nhau xem sao. Ví dụ như mình thuận duyên thì mình có thể tiếp tục. Còn nếu mà không thì có thể lúc đó em qua em gặp bên anh. Thì anh vẫn sẵn sàng để anh lắng nghe mức đề nghị của em. Một trong những cái hạn chế mà chị Lưu Nga biết là em có thể sẽ khó có thể lựa chọn, đó là văn phòng của công ty chị là ở Hà Nội. Còn chị thì đưa cho em những cái offer đó là thương hiệu của chị rất cần. Vâng, và bây giờ thì bạn đưa ra quyết định. Và nếu như bạn cảm thấy cần thương lượng về vị trí, ví dụ bạn nói rằng bạn sẽ nhận nhưng bạn muốn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, và cái sự thương lượng đó bạn hoàn toàn có thể thương lượng vào lúc này trước khi đưa ra quyết định. Mời bạn. Cái vấn đề duy nhất ở đây hiện tại làm cho em đang cảm thấy đắn đo là việc nơi làm việc thôi. Vậy ở thì bạn đây. Thương lượng đi, hãy thương lượng đi. Hồ Chí Minh thì em không cần phải thương lượng, bởi vì cái team của em không thể làm việc một mình được. Và cái team đó cần phải, như em nói là cần phải có rất là nhiều người. Chị không thể xóa sổ cái team của chị hiện tại để mà mua tất cả mọi người vào trong Hồ Chí Minh được. Dạ, dạ, em hoàn toàn hiểu cái chuyện đó. Cho nên là thôi để em đưa ra câu trả lời cuối cùng luôn ạ. Rồi, xin mời bạn. Em không biết nói từ gì để em diễn tả cảm xúc của em lúc này. Em chỉ muốn nói là em rất cảm ơn chị Nga, anh Quyền và tất cả các sếp còn lại đã yêu thương em. Vâng, cho anh có ý kiến được không? Vâng, mời xin chị. Anh thấy cái cặp này là rất hợp với nhau rồi. Em thì em thấy tình cảm của chị Nga rồi. Mà sếp Nga thì đang cần một cái vị trí như vậy để xây dựng. Thì anh nghĩ cái mục tiêu của chương trình này là làm sao để ráp được những cái đó lại với nhau. Thì đối với trường hợp này, anh nghĩ là em cũng đừng vội đưa ra cái kết luận này. Chỉ vì cái em nghĩ là cái vị trí làm việc của em nó sẽ phải ở Hà Nội á, thì là em sẽ phải ở Hà Nội 100% đâu, đúng không? Thì em với chị Nga có thể thương thảo với nhau về cái cách, cái thời gian em sẽ phải ở Hà Nội trong một tháng. Em cứ thử đi một lần ra Hà Nội để dành một cái thời gian để tạo ra một cái team cho mình. Đây cũng là một cái cơ hội nhưng cũng là một cái thách thức cho em. Chị hiểu cái cảm giác của em, rất là khó để mà một người thành phố Hồ Chí Minh dịch chuyển ra Hà Nội. Rất là khó, nhưng chị cũng đã từng làm như vậy. Và anh cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội nè. Nhưng mà anh nghĩ em nên nhận cái offer này và em nên nói là cho em 2 tháng em tìm hiểu trước cái công việc, đúng không? Thì sau đó nếu mà em thấy sắp xếp được thì em nhận, còn không sắp xếp được. Ở Hồ Chí Minh chị Lưu Nga cũng có rất là nhiều team mà đang làm những cái việc như thế này. Nhưng mà để cho hiệu quả công việc thì em nên ra Hà Nội để kết nối với ban lãnh đạo cũng như là tất cả những cái người làm. Rồi, và bây giờ sẽ là quyết định cuối cùng của ứng viên. Bạn sẽ quyết định thế nào? Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn và bây giờ sẽ là quyết định. Thì em lựa chọn
phố Hồ Chí Minh ạ. Em xin cảm ơn sếp Nga và sếp Quyền rất là nhiều ạ. Chúng ta tôn trọng quyết định của ứng viên. Và thưa quý vị, lần đầu tiên tôi không biết là có đúng không, nhưng từ khi tôi đứng ở vị trí này trong chương trình Cơ hội cho ai từ mùa thứ hai, thì đây là lần đầu tiên có một ứng viên khi đã nhận được những điều kiện để có thể về với doanh nghiệp nhưng vì những lý do cá nhân đã không nhận offer này từ phía doanh nghiệp. Đó là điều hết sức bình thường. Trong cuộc sống, tất cả mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi nó có hai chiều mà thôi. Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn các sếp ạ.